Mọi người ha, sẵn khuya hôm nay á, thì mình lên cho mọi người cái video một vài cái laptop để sáng mai thứ bảy mọi người rảnh rỗi thì ai xem video chốt máy nào thì inbox qua Zalo số điện thoại của mình ha, mình đặt nó là mã H1 tại vì ngày mai á, hàng công biển của nhà mình về đó là sợ là ngày mai không có lên video được. Và khuya nay thì đang thức khuya không có ngủ được thì view lên cho mọi người tham khảo giá, báo giá cho mọi người. Đây là i5 Gen 8, cái con máy này là L380. L380 này á là cái bản màn hình Full HD nha mọi người, nó có nhiều dòng lắm, nó có Full HD màn thường, màn không ha không Full HD, rồi nó có bản RAM 8, RAM 16. Đây là cái con mà màn hình Full HD nè và RAM là 16 GB. Cái cấu hình nè i5 Gen 8 nha mọi người, Gen 8 thì văn phòng là thoải mái rồi, RAM 16 GB, SSD là 256 GB. SSD này thì mọi người có thể nâng cấp ra lên 512 1T gì tùy mình, tùy mọi người. Màn hình là đẹp, không có hề phản quang hay gì hết nha mọi người. Mình mở cái độ phân giải màn hình cho mọi người xem. Đây, Full HD ha. Máy là hoạt động hoàn hảo, không có lỗi lầm gì hết trơn. Cái phần phím này thì mình đã dán phím quốc tế rồi mọi người, thì thực sự ra thì cái phím của nó cũng không có bị bóng nhiều, nó bóng nó có dấu hiệu đã qua sử dụng thì nó sẽ có bóng nhẹ, nhưng mà tại vì sẵn ở trong nhà có cái tấm dán phím đúng khuôn của dòng này luôn, mình dán lên nó để cho mọi người thấy là dán lên thì nhìn nó sẽ đẹp hơn, và khi mà dán lên thì nó che những cái tự Nhật đi, còn cái tự quốc tế thì mình gõ ok ha. Góc cạnh bàn ra chuột đó là thực sự đẹp á mọi người, tại vì không có như vậy là đẹp rồi, không có bị bóng gì đâu. Đây, góc cạnh là đẹp nha mọi người nhìn thấy cái lấp lánh kim tuyến không? Đây nè, cái này là nó hầu hết là nó còn khá là đẹp. Ở dưới này thì còn ok ha, chỉ có cái nhược điểm là phím nó hơi bóng nhẹ thôi, và mình có dán phím quốc tế rồi, đặt nó là mã H1 mọi người. Có thể bật ngửa 180 độ như thế này. Đó, ha. Pin thì trên 3 giờ kèm sạc dinh là sạc Type C. Ở bên ngoài đây là cái vỏ nhôm, L380 là dòng vỏ nhôm, nó rất là sạch sẽ. Đây nè, đây mọi người gõ rất là, nếu mà cần một cái con máy mà cứng cáp bền bỉ để mà mình sử dụng thì mình nghĩ cái dòng này là ok, tại vì đã Gen 8 là cái sự lựa chọn cũng rất là thoải mái cho dân văn phòng rồi, để sau này mình khỏi phải nâng cấp nữa làm gì hết, dân văn phòng thì ok. RAM 16 GB rồi và màn hình Full HD, cái size 13.3 cũng rất là gọn tiện nữa. Cái góc cạnh nhìn chung á thì nó đẹp nha mọi người, nhìn chung là nó đẹp, nó sạch sẽ nè. Bây giờ mình đi quanh góc cạnh thì đây nè, có mòn rất là nhẹ ở mấy cái mòn, là mòn cái sơn chứ không phải là bị cấn hay móp hay gì mọi người, cái sơn thôi, cái sơn nó có mòn ha, nó mòn cái sơn, cái này sơn màu đen thì nó hơi mòn, nó ra cái nhôm thôi, mòn nhẹ nè, mòn nó ra cái màu thôi à. Đây, và ở bên này thì ít đó, chữ Thiên Bắc còn sáng trưng luôn rồi mọi người nè, đó chữ Thiên Bắc nhôm đó. Sạc là sạc Type C, sạc Type C này, ngõ kết nối Type C USB HDMI, nói chung các ngõ kết nối là tương đối đầy đủ. Bên này cũng vậy luôn, bên này thì có ngõ USB nè, ngõ thẻ nhớ rồi tai nghe. Máy là hoạt động hoàn hảo và mình đặt cho nó là mã H11 nha mọi người. Mình báo giá mọi người con này là 5 triệu mốt. Đây, cho cái bản Full HD, RAM 16, SSD là 256 và i5 Gen 8 ha. Ai chốt thì inbox mình. Giá mình nghĩ là trong cái tầm giá mà cần cái máy bền bỉ mà hợp lý, sử dụng ngon lành thì con này là mình nghĩ là giá ok nhất đó mọi người. Giá 5 triệu mốt, ai chốt thì inbox mình, mọi người mua hàng cọc cho mình 1 triệu, còn lại mình ship code và bao test cho mọi người 7 ngày. Trong thời gian 7 ngày đó mà máy có lỗi gì mình sẽ đổi máy khác cho mọi người nha. Đó, máy là đây mọi người, mình có chế series của máy là sản xuất năm 2019 nha. Máy cực kỳ ok. Ai chốt thì nhắn tin qua Zalo số điện thoại của mình nha mọi người.